Với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đan, Từ Dinh, Lê Nặc Ý, Lâm Y Kỳ, Trịnh Thiếu Dân, Hoàng Tử Hùng, Lý Lâm Ân, Trương Đạt Luân, Lý Gia Đỉnh, Trang Thư Minh, Dương Trác Na, Hà Ý Dân, Triệu Vĩnh Hồng, Mã Đế Lộ cùng một số diễn viên khác, biên kịch Quang Bính Hồng, Liễu Chính Thanh, đạo diễn Trần Chí Giang, Hoàng Nhữ Lạc, Trương Vĩnh Hào, diễn viên Lồng Tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Huy Hồ, Ý Nhi, Thùy Trang, Khánh Văn, Hoài Bảo, Bình Nguyên, Huệ Phụng, Anh Luân, kỹ thuật Lồng Tiếng Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn. Phim Máy Ấm Gia Đình. Giữa yêu và được yêu. Nè, mang giày xong là cả nhà có thể đi rồi. Tiệm ăn chưa đóng cửa đâu cần phải gấp đâu ba. Cô Út vẫn còn đang trang điểm, ít nhất là phải chờ nửa tiếng nữa. Ông xã à, đôi giày này của anh cũ quá đừng có mang, mang đôi này nè. Cũng được. Đi được rồi. Trời ơi, không phải là đi uống trà sao? Sao mọi người còn ngồi ở đây? Anh hai à, anh còn lo qua cái gì nữa đi mau. Từ, khoan đã, để anh bỏ cái chậu này xuống trước cái đã. Cô bà đừng có hối ba mà. Cho anh Mã, cô cảnh cáo con nha, lập tức đứng dậy cho cô, nếu không sẽ không được mượn thẻ đi. Được, được, được. Mã Tử Nhân, con còn không mau đi thay đồ, mau đi. Tử Ni à, đừng trang điểm nữa, trễ rồi. Trời ơi, mặt trời sắp lạnh rồi kìa, nhanh lên. Thôi mà nhanh lên đi. Trời ơi, Mã Cường, Lễ Thường, mau lên, đi thôi. Trời ơi, còn dây gì đến thang máy cột. Đi mau, đi mau, nhanh lên. Trời ơi, chúng ta đi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, vô đi. Nhanh lên đi. Trời ơi, tại sao chưa bấm thang máy? Rồi, từ từ đi. Tới rồi, mau lên, mau lên. Vô đi, vô đi, mau lên, mau lên, mau lên. Mau lên, trời ơi. Mau lên. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi cô Út, đôi giày con khó mang quá đi. Hai cha con tụi con sao cứ đụng cô hoài vậy? Nè cô Út à, lần trước con bị cô hối như vậy, làm Tử Nhân xém chút nữa té đó, còn nhớ không vậy? Ê, con mặc áo trái rồi đi nè. Thôi tiêu rồi, bà đã quên cái mắt kính lão rồi. Cô Út à, cô thấy chưa? Cô muốn trẻ hay là muốn mọi người bị hối tới mức mặc quần áo như đám hề? Cô có nghĩ tới cảm nhận của mọi người không? Thì cô quan tâm đến cảm nhận của anh hai cho nên mới phải đóng vai phản diện thôi. Cô có biết gì đợi chúng ta chậm trễ cho nên anh đã bị mất quyền tới nhà thương trị bệnh hay không hả? Nè nè, em gái, đừng có đổ thừa cho anh nghe. Anh biết mà, là sau khi uống trà em còn hẹn với Ái Dực nữa, sợ trễ hẹn chứ gì. Nè, cô không có hẹn, là anh hẹn cô đã đồng ý. Vậy là có vấn đề rồi. Cô chỉ muốn là nâng cao tốc độ của mọi người thôi. Nghe nói á, người chậm nhất nhà họ Mã chính là cô đó. Wow, đi được rồi, mình đi. Đi 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 nhanh lên đi. Đoạn cuối rất là hay. Nghe nói nửa năm nữa mới chiếu tập 2, phải đợi lâu như vậy mới coi được kết cuộc. Làm vậy mới chịu móc túi ra mua vé coi tiếp chứ. Sao không nói là nhờ vậy mà anh có cơ hội hẹn tôi ra rạp coi. Vậy chúng ta có coi tập kết không? Để coi sao. Ây nha. Em bé không sao chứ? Không sao. Đi cẩn thận chút nha. Cảm ơn. Không có gì. Nè, sao cô biết tôi sẽ lên đó vậy? Chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng Ý mà phải không? Sao cô lại biết? Mỗi lần anh hẹn tôi tới đây thì ăn một nhà hàng khác. Mình ăn hết nhà hàng ở đây rồi, còn lại ăn nhà hàng Ý này thôi. Khách hàng thần bí, quả không hổ danh là nhân tài kiệt xuất trong ngành, rất hiểu tâm lý người dùng. Lần nào anh cũng hẹn tôi chỉ có mỗi một chỗ, có gì mà khó đoán. Không phải cô thích đàn ông một lòng hay sao? Anh làm ơn đi, cái cớ của anh đưa ra thật là chán ngợm mà. Anh có biết không, bảng điểm thần bí của tôi có một mục chấm như vậy nè. Cứ tiệm nào mới mở thì tôi sẽ cho điểm thấp nhất, vì những tiệm đó còn đang trong thời gian mở cửa nên phải chấm nghiêm khắc. Ok, vậy lần sau tôi phải coi kỹ hơn làm sao mới đạt được 100 điểm đi. Thật ra muốn tạo một bất ngờ không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần một chút ý tưởng mới là đủ. Cô có thể gợi ý một chút xíu cho tôi được không? Tốt nhất là đừng có tuần nào cũng đưa tôi tới một chỗ, đã vậy còn chen chút chập chội. Nếu vậy đi ngoại ô đi. Có một tiệm cà phê trên đảo Nam Á, cà phê rất là ngon. Anh đã nói ra, tôi lại hy vọng, không biết có phải là thất vọng hay không. Tôi đầu hàng rồi.
Vậy cô cho tôi thứ bảy này đi, tôi sẽ giữ bí mật làm cô bất ngờ để không trừ điểm tôi nữa. Nè anh nói đó nha, thứ bảy đó tôi về sắp xếp lại công việc của tôi, tới lúc đó đừng nói là không có thời gian đó. Tôi hứa với cô mà. Thật ra thì nhà hàng Ý này đồ ăn rất là ngon. Được. Ông chủ à, tôi rất mong muốn có thể có được một thương hiệu cà phê của riêng mình. Mời anh dùng thử cà phê đi vô len của tôi. Mùi vị không được hả? Tôi biết là cậu tốn rất nhiều công sức, nhưng mà cà phê của cậu tạm thời vẫn chưa thể đưa vô menu. Chỗ nào không được tôi sẽ pha chế lại. Chuyện không phải là mùi vị ngon hay là không ngon, mà phải để ý tới sở thích của những người khác. Nếu như tôi cảm thấy quá đắng thì những khách hàng không thể tiếp nhận được đâu. Tôi hiểu rồi, tôi quay lại làm việc đi. Hai. Hai. Chuyện gì? Đi vô lên của tôi bị thất bại rồi. Cậu đã cố gắng làm hơn một tuần rồi. Anh không có chê nói dở, nhưng mà anh chỉ nói là khách hàng sẽ không thể đón nhận cà phê đó mà thôi. Nói ngon lại nói khách hàng không chấp nhận được là sao? Thôi bỏ đi, ông chủ đã gạt ra rồi. Chủ không phải lúc nào cũng đúng hết. Anh cũng đã từng gạt bỏ Angel Brand của tôi ra, nói là sẽ không được khách đón nhận. Anh cứ nghĩ rằng khẩu vị của mình đại diện cho khẩu vị của tất cả khách hàng đó. Nhưng mà ông chủ đã quyết định rồi. Tôi không muốn nói nhiều. Hào à, tôi hy vọng cậu hiểu, làm việc hay làm người đều phải biết kiên trì. Nghĩ kỹ lại đi. Sao vậy? Khó nói lắm, hy vọng là họ đừng có cãi nhau. Tôi hy vọng anh có thể cho Hào một cơ hội. Tôi cho rồi, nhưng mà mùi vị của nó anh thì... Anh còn nhớ cái chuyện cà phê Angel Brand của tôi không? Anh cũng gạt đi, cuối cùng khách hàng lại rất thích. Tôi hy vọng anh hiểu, khẩu vị của anh không phải đại diện cho tất cả các khẩu vị của khách hàng. Cô không nghĩ tôi bỏ cà phê của Hào là có lý do hay sao? Dĩ nhiên là có lý do của anh. Nhưng nếu lý do gồm có vì tôi là ông chủ, lời đó của tôi là đúng nhất thì đó không phải là lý do. Chị nói với ông chủ như vậy, chứ không coi mình là người làm thuê cho ảnh nữa hả? Hả? Trước đây cô đều như vậy. Cô bộ nếu như cà phê đó không lên menu thì cô không hài lòng đúng không? Tôi chỉ nghĩ rằng cà phê ngon hay là không ngon nên để cho khách hàng quyết định, như vậy mới là công bằng. Nếu vậy tôi làm theo ý của cô. Cảm ơn. Tôi đã nói rồi, chân lý sẽ thắng. Cô Angel thật là giỏi. Làm việc đi. Ok. Ông chủ, sao anh lại sợ phụ nữ tới như vậy chứ hả? Thì cũng chính là vì bắt đầu từ lúc em biết cãi lại anh đó. Em là em gái của anh, điều đó dĩ nhiên. Alo, anh lại hả? Phải, hợp đồng của chúng ta sắp hết hạn rồi. Ừ. Chúng tôi và khách sạn Đại Mộng Tưởng á, luôn hợp tác vui vẻ mà. Cũng được. Vậy tới lúc đó tôi sẽ mang cà phê bột tới để cho ông coi thử được không? Ok. Ừ, tạm biệt. Bàn chuyện hợp đồng với Đại Mộng Tưởng, đây không phải là vụ làm ăn nhỏ đâu. Em lại muốn đi nữa hả? Em muốn được đi Ý. Em muốn học cách pha cà phê ở Ý đó. Em muốn trói buộc anh hai của em thì có đó. Đừng có hẹp hòi như vậy mà. Có chút xíu tiền thôi, cửa hàng làm ăn thuận lợi mà. Anh để đồ vô phòng của em rồi, em tự sắp xếp đi. Anh, cảm ơn. Anh đang làm gì vậy? Đi đảo Nam Á đó hả? Thứ bảy này anh muốn đi cho biết thôi mà. Anh đi với chị hả? Chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy? Anh muốn nghiêm túc một chút thôi. Em không thích kim của em tạo cho em bất ngờ hay sao hả? Chuyện cũ rồi, em không nhớ nữa. Alo, ông lại. Thứ bảy tôi không có thời gian tới khách sạn Đại Mộng Tưởng được. Ông có thể kêu quản lý của ông hẹn hôm khác có được không? Ok. Ok, tôi chờ điện thoại của ông. Cảm ơn nhiều. Tạm biệt. Tại sao anh lại bỏ hẹn? Đây đâu phải vụ làm ăn nhỏ. Anh đã hứa với Mã Nhu rồi. Không phải anh nói đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng sao? Đúng. Nhưng mà người đàn ông lại không nên khiến cho người phụ nữ của anh ta thất vọng. Wow, anh đã coi chỉ là người phụ nữ của anh Mao vậy sao? Người ta hình như chưa có hứa hẹn gì với anh. Anh cứ từ từ nghĩ đi, tránh ra. Em cần máy tính. Làm cái gì chứ? Cần công việc đó. Em thực sự muốn ở lại Hồng Kông sao? Không, Kim nói anh muốn ở lại Hồng Kông thêm một thời gian nữa, cho nên em muốn tìm công việc tự do một chút thôi. Đứa em gái hướng ngoại này, vậy mà anh còn nghĩ là em ở lại vì anh nữa chứ. Anh còn mướn căn nhà lớn tới như vậy nữa. Sao vậy hả? Không phải là anh đang ganh tị chứ?
Nè, hay là gì, em pha một ly cà phê mật ong cho anh uống ha. Ê, anh uống cà phê đen mà em quên rồi hả? Em muốn uống gì thì tự mình em uống đi. Ờ, nhưng mà em thích cà phê anh pha, nó ngon hơn. Em đi dọn dẹp đi, anh pha cà phê cho. Cảm ơn. Nè, tôi vừa mới nhận được tin công ty nhận được một vụ làm ăn lớn, đó là phải điều tra nội bộ công ty của người ta. Làm gián điệp? Trời ơi, công việc này mất thời gian lắm đó. Công việc này cần phải có người có kinh nghiệm, có lẽ một trong những người chúng ta phải làm. Anh nói trước nha, tháng trước tôi đã không kỳ kèo gì khi phải đi thăm quyến mấy chuyến rồi đó. Tôi cũng đã đi vòng toàn cảng cửu mấy ngày liền. Tháng này thì tôi đã nhận làm quản lý cho một công trường rồi. Cho dù thời gian tôi làm ở tiệm cà phê nhiều, tới công ty ít, nhưng mà những người tôi phục vụ toàn là những khách hàng lớn nhất, khó tính và khó phục vụ, ok? Tiếc là bây giờ công ty không đủ nhân viên, ông giả lại không tuyển thêm người. Angel, cô là người có nhiều khách hàng nhất, có dư điều kiện để mà tuyển thêm người, đúng không? Được, lát nữa tôi sẽ ép ảnh tuyển người. Trong ngày hôm nay sẽ phân công công việc, mọi người cũng đã biết. Công ty vừa mới nhận vài hợp đồng lớn. Có chút đặc biệt là tôi cử người trà trộn vào nhà hàng làm điều tra viên. Không biết trong các vị ai muốn đi. Angel à, cô muốn đi hay không? Ông giả à, thật ra tôi đã tìm được người phù hợp với việc này rồi. Thật sao? Ai vậy? Là ông đó. Gần đây chúng tôi đều rất bận rộn, suốt cả ngày phải làm tăng ca, không ai có thời gian chịu đi làm công việc khó khăn đâu. Tôi biết là mọi người vất vả, nhưng mà vấn đề thiếu nhân lực không thể giải quyết sớm được đâu. Nếu như ông đã biết là chúng ta thiếu người, vậy ông có nghĩ tới tuyển người khác giúp đỡ không hả? Vấn đề tuyển thêm người trước mắt chưa thể chấp nhận được. Nếu không còn cách nào thì bắt buộc phải phê chuẩn thôi. Được, nhưng ai cũng biết tuyển thêm người mới thì phải huấn luyện. Nhưng mà ai cũng bận rộn, ai sẽ huấn luyện đây? Mọi người nói đi. Biết ngay là ông sẽ diễn cớ mà, cho nên tôi mới nói công việc này chỉ có mình ông mới có thể đảm nhận được. Thôi được. Tuyển thì tuyển vậy, nhưng mà chuyện ở trong nhà hàng do ai làm? Nói chơi với ông thôi, dĩ nhiên là tôi làm. Có nhiều lúc tôi nghi ngờ, không biết cô là sếp hay là tôi là sếp đây. Hai. Xin lỗi nha, tôi từ công ty tới nên bị trễ. Không sao đâu. Chỗ này rất đặc biệt, trong điện thoại anh lại tỏ ra bí mật. Đây là tiệm của bạn tôi, cô thử rồi sẽ biết. Ok. Đắng quá. Cô không thích hả? Không chỉ là không thích mà còn là sai lầm lớn. Nếu như tôi đưa cà phê này lên menu của tôi thì cô thấy sao đây? Anh muốn bán cà phê này ở tiệm hả? Anh muốn sập tiệm không? Cô không thích hả? Đương nhiên rồi. Thật ra đây chính là cà phê của Hào Pha. Tôi đã kêu họ làm một tách cà phê cho cô uống thử rồi. Anh lặn lội xa xôi hẹn tôi tới đây là để gài bẫy cho tôi phủ nhận quyết định của tôi hả? Cô hãy bỏ cái nhìn nghiêm trọng của cô về vấn đề đi. Tôi chỉ hy vọng cô có thể hiểu được nguyên nhân tôi không cho cà phê đó lên menu. Tôi biết cô mong Hào hiểu được cái gì gọi là kiên nhẫn, nhưng mà tôi càng mong muốn nhân viên của tôi phân biệt được cái gì gọi là kiên nhẫn mù quáng và kiên trì sáng suốt. Tôi biết là tôi kiên trì mù quáng, còn anh là kiên trì sáng suốt, phải không? Cho dù là gì, tôi có phương pháp dạy người mới của tôi. Tôi mong cô tôn trọng tôi. Còn anh gài bẫy tôi, như vậy gọi là tôn trọng không? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải giở nhiều trò. Tôi nói thẳng cô có nghe hay không? Ok, anh là ông chủ, lời của anh đó là đúng nhất, tôi hiểu. Nói chuyện với giọng điệu đầy trách móc như vậy thì cũng không có ý nghĩa. Cô bình tĩnh trước đi, suy nghĩ tới nguyên nhân tại sao tôi phải làm gì. Khoan dẹp đã, anh sẽ quay lại. Xin lỗi cô. Nè em gái à,
Em nói đi du lịch ở đảo Nam Á mà tại sao lấy đồ ra hết vậy hả? Không đi thì lấy ra thôi. Không đi. Nè, người ta sắp xếp xong hết rồi tự nhiên lại nói không đi, chứ giờ chẳng phải là phụ lòng người ta sao? Đi mà không hợp thì thà là không đi. Em gái à, em lại cãi lộn với người ta hả? Không phải là cãi lộn, bây giờ là em bị ăn hiếp nè. Có người ăn hiếp em được sao? Suốt ngày cũng là tại anh hết á. Sao lại tại anh được chứ? Không phải tại anh thì tại ai? Em đã nói là thứ bảy phải coi tiệm giúp anh hai, anh không nhớ hả? Nếu anh không nhớ thì đừng gọi tới nữa. Vậy đi. Cơn nóng giận của em mới nóng tới mức có thể pha cà phê được. Em đã nói trước là phải coi tiệm thay cho anh hôm thứ bảy rồi. Anh lại hẹn coi phim, tức là không để ý gì tới lời nói của em. Thứ bảy đi coi phim đi, không cần tới đâu. Sao đây, anh không đi đảo Nam Á nữa hả? Bây giờ thì không đi rồi. Anh chuẩn bị lâu như vậy, bây giờ lại nói không đi. Người ta đâu có đi đâu. Chỉ cho anh leo cây hả? Ok, tôi biết rồi, tạm biệt. Ông chủ à, cô Mã nói là có chuyện gấp muốn xin nghỉ phép vài ngày. Biết rồi, cổ có nói khi nào làm lại không? Cổ không có nói, chỉ nói là bên Bạch Mộ Đạt đang bận tuyển người. Để tôi gọi lại cho cổ giùm nha. Không cần đâu. Ok. Ủa anh Lại à, anh Cầu. Sao anh tới đây vậy? Mà ngồi à, được rồi. Có muốn thử cà phê mới nhất của chúng tôi không? Ai vậy? Anh ta là giám đốc của khách sạn Đại Mộng Tưởng đó. Khách sạn đó có dùng cà phê của mình hay không thì phải coi ổng. Xin lỗi nha, tôi đích thân tới để báo cho anh biết, khách sạn của chúng tôi sang năm không thể nào tiếp tục hợp đồng với phía bên anh nữa. Cà phê của chúng tôi có vấn đề sao? Đâu có, cà phê của anh rất là ngon. Vấn đề là công ty chúng tôi mới thay đổi toàn bộ nhân viên, giám đốc mới muốn thay đổi nhà cung cấp thôi. Thì ra là vậy. Lần trước không hẹn được là mất cơ hội ký hợp đồng. Tôi nghĩ tổng giám đốc chưa hẳn đã có quyết định này. Chuyện đã qua thì không thể quay lại. Đã tới thì uống ly cà phê đi. Thôi khỏi đi, tôi tiện đường ghé báo cho anh biết thôi. Tôi có việc phải đi trước. Ok. Tạm biệt. Ok. Tạm biệt. Tạm biệt. Mất hợp đồng rồi hả? Người ta không ký tiếp hợp đồng, anh cũng hết cách thôi. Anh nói là anh đi đảo Nam Á cho nên mới không hợp mà. Anh không có thất hẹn với chị mà chị lại thất hẹn với anh. Anh có biết đó gọi là gì không? Mất cả chị lẫn chài. Là tiền mất tật mang đó. Anh nghĩ rằng hai chuyện này không ăn nhầm gì với nhau hết. Em thật là ghét cái người đó. Chị nghĩ chỉ là ai chứ? Chị ỷ anh đối tốt với chị, quay anh xoay vòng vòng như vậy. Sao lại có loại người như vậy được? Đúng là cà chớn mới như vậy thôi. Giống như em thôi. Em hả? Chỉ là cà chớn chính gốc. Còn em chỉ là... Anh ra ngoài đi. Chị lại tới tìm anh hả? Nè, nhớ là phải bắt chị đền bù thiệt hại của tiệm đó. Nè. Đi một vòng thật sảng khoái, hít thở không khí trong lành. Đó cũng chính là lợi ích khi đi mô tô. À Nhật à, chúng ta đã rất là thân với nhau. Có chuyện này tôi xin nói thẳng ra. Cậu cũng biết là tôi hẹn cậu ra đây là vì chuyện của em gái tôi. Cậu có biết là sở dĩ nguyên nhân mà tôi hẹn cậu ra đây, từ trước tới nay tôi luôn nghĩ rằng cậu rất hiểu về mối quan hệ giữa cậu và em gái tôi. Ngoài ra tôi còn biết cậu có một người em gái, mà người đó lại còn nhỏ hơn cậu rất nhiều. Tôi mới hiểu ra một điều là tại sao em của tôi luôn luôn thua cậu, lại còn thua liên tiếp như vậy. Tôi lại thấy người thua là tôi mới đúng chứ. Phải, em gái của tôi bề ngoài thì miệng lưỡi cứng cỏi và rất kiên cường, nhưng mà thật ra đó chỉ là bề ngoài của nó thôi. Tôi cũng biết là cậu không phải dạng phụ nữ hay để lộ cảm xúc. Cậu cũng nên biết rằng nó là một người phụ nữ rất là sợ bị tổn thương, cho nên đôi khi tỏ ra một chút nóng nảy bất thường. Tôi hiểu, nhưng mà tôi cũng có lý do của tôi. Không thể chuyện gì cũng chịu thôi cổ hết. Phải, đó tất cả cũng chỉ tại tôi. Nè, tôi cũng là một con người rất thích nói lý lẽ, nhưng mà đứng trước mặt con nhỏ đó, tôi thật sự không có cách nào khác là phải đầu hàng. Tôi hiểu mà. Thường tôi nói chuyện với em gái tôi cũng như vậy. Ngày hôm đó tôi thấy nó lấy đồ từ trong túi ra, nó là không đi với cậu nữa. Tôi hỏi thêm hai ba câu thì nó quay lưng nổi giận oán trách tôi, nói tại tôi tốt với nó quá, quá nuông chiều. Có người nói là phụ nữ nên đi cùng một người đàn ông yêu thương mình giống như là ba hoặc là anh hai của mình vẫn tốt hơn. Vì tất cả những người trước đây họ đều nuông chiều nhu, chỉ có cậu là hơi khác một chút. Ông đừng trách tôi không hiểu chuyện.
Nhưng mà những người đàn ông thường chiều theo ý của cổ sẽ không bao giờ cùng cổ đi hết con đường được. Họ cần gì phải uống nắng cổ cho đúng chứ. Trong tâm tâm nó có lẽ đã hiểu là nó được cưng chiều tới hư rồi, đột nhiên lại gặp một người đàn ông cứng rắn giống như cậu, cho nên nó không biết phải làm thế nào nữa. Bởi vậy cho nên không biết phải tiến thoái ra sao. Tôi thấy cổ một mực tìm cách trốn tránh tôi. Tôi nghĩ là cổ chưa nguôi giận thôi. Nói thật ra là cậu là một người đàn ông đầu tiên dám bỏ rơi nó, dám nói ngược lại với nó. Nó thấy là không thể nào khống chế nổi nên mới rút lui thôi. Bây giờ nó đang ủ rũ không biết phải làm sao để mà gặp mặt cậu đây. Thật ra có nóng giận một chút thôi thì cũng đâu có gì quan trọng đâu. Tôi nghĩ muốn đọc một cuốn sách mang tên Mã Nhu thì không dễ dàng vậy đâu. Bởi vì tôi quá thương em gái của tôi, cho nên tôi phải tìm cách để cứu nó. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng tôi lúc nào cũng chiều chuộng nó như vậy, liệu có phải là hại nó hay không, khiến cho con nhỏ đó khó tính suốt bao nhiêu năm nay. Nè Dứt à, tôi thật lòng muốn cậu sẽ đi với nó tới cuối con đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.